cho các bạn. Truyền thông xứ sở kim chi đang rất chờ đợi kịch bản U23 Việt Nam có thể đả bại Nhật Bản ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Rất nhiều tờ báo Hàn Quốc đã nói về kịch bản U23 Việt Nam có thể phải sớm đối đầu với Son Heung-min và các đồng đội ở vòng 1/8 ASEAN, nhưng đây là viễn cảnh mà truyền thông xứ kim chi không hề mong muốn. Hãng thông tấn Yonhap cho rằng Việt Nam đã lần thứ 3 liên tiếp lọt vào vòng knockout tại ASEAN sau năm 2010 và 2014, nhưng rất có thể Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc ở vòng sau, bởi ở lượt cuối vòng bảng họ phải gặp Nhật Bản. Đây là điều mà cổ động viên Hàn Quốc không hề mong muốn, bởi huấn luyện viên Park Hang-seo là một người Hàn Quốc. Tờ MSN xứ sở kim chi viết, huấn luyện viên Park Hang-seo trông rất nhẹ nhõm và phấn khởi khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Hàn Quốc là nhà đương kim vô địch ở ASEAN và đang có cơ hội rất lớn để đứng nhất bảng E. Hy vọng Việt Nam sẽ đứng nhất bảng D để huấn luyện viên Park Hang-seo không phải sớm đối đầu với đội bóng quê hương của mình. Chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm tất cả để giúp U23 Việt Nam tránh được Hàn Quốc ở vòng 1/8. Tờ báo này cũng trích lại phát biểu của thầy Park: "Chúng tôi muốn tránh Hàn Quốc, nhưng nếu hai đội sớm phải đối đầu nhau, tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng với tư cách là thuyền trưởng của U23 Việt Nam." Còn tờ báo Chuseon của Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đánh bại Nhật Bản ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh nhất bảng E, trong khi đó Việt Nam nếu đánh bại Nhật Bản sẽ đứng nhất bảng. Hy vọng Việt Nam có thể làm được điều này, cho dù Hàn Quốc sẽ phải đối đầu Nhật Bản ở vòng 1/8. Sau 2 vòng đấu, U23 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng, nhưng chừng đó vẫn là hơi ít so với các cơ hội được tạo ra. Qua 2 trận đấu với Pakistan và Nepal, U23 Việt Nam đã tung ra tổng cộng 49 cú dứt điểm, 25 trong số đó đi trúng khung thành nhưng chỉ có được 5 bàn thắng. Tính trung bình cứ 9,8 lần dứt điểm, đoàn quân áo đỏ mới một lần chọc thủng lưới của đối phương. Hiệu suất này thực sự là đáng lo ngại. Anh Đức và Phan Văn Đức là những cầu thủ ghi bàn vào lưới Nepal. Dù vậy, cả hai cũng đã bỏ lỡ không ít tình huống ngon ăn. Với anh Đức là 2 pha đánh đầu trong hiệp 1, còn Phan Văn Đức có 2 cú dứt điểm liên tiếp hỏng ăn ở các phút 57 và 59, đều từ đường truyền vào bên cánh phải của đồng đội. Trước đó ở cuộc đối đầu với Pakistan, ngoài 2 quả penalty bất thành của Công Phượng, những anh Đức, Văn Thành, Văn Quyết, Phan Văn Đức cũng thay nhau bỏ lỡ thời cơ. Riêng Văn Quyết dứt điểm 10 lần song chỉ có 1 bàn duy nhất. Ngoài các tình huống ăn bàn rõ, nhiều pha lên bóng rất thoáng của U23 Việt Nam bị bỏ phí do những đường truyền khi thì quá vội vàng, lúc lại quá rườm rà. Trước Pakistan và Nepal, cơ hội còn xuất hiện nhiều, nhưng khi đối đầu với các đội bóng mạnh, U23 Việt Nam sẽ phải nếm trải cảm giác cả trận đấu chỉ có một vài lần dứt điểm. Chính vì thế, các chân sút áo đỏ cần phải cẩn thận, chắt chiu cơ hội hơn. Hiệu quả chính là điều làm nên thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Từ những thời cơ nhỏ nhất, đoàn quân dưới quyền Park Hang-seo cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Thử thách lớn nhất đầu tiên với U23 Việt Nam sẽ đến vào ngày 19 tháng 8 mang tên U23 Nhật Bản. Hãy cùng chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo giúp các học trò chỉnh lại thước ngắm để cụ thể hóa những cơ hội tạo ra, giành lấy một kết quả thật tốt. Cho các bạn, trước khả năng đối mặt với Olympic Hàn Quốc ở vòng đấu loại trực tiếp tại ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định không e sợ nếu khả năng này xảy ra. Kết quả bốc thăm tại ASEAN 2018 đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào bảng D cùng sự góp mặt của Pakistan, Nepal và Nhật Bản. Với kết quả này, nếu đội tuyển Olympic Việt Nam giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng D sẽ phải đối đầu với đội nhì bảng E, và ngược lại, nếu chỉ giành vị trí nhì bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối mặt với đội nhất bảng E, nhiều khả năng là Olympic Hàn Quốc khi đội bóng trẻ xứ sở kim chi nằm chung bảng với Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain và UAE. Với lực lượng rất mạnh mang đến Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Kim Ha-bum chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng E. Đây cũng chính là lý do vì sao Hàn Quốc đã cử trinh sát theo dõi chặt chẽ đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu tại giải Tứ Hùng CUP 2018 trên sân Mỹ Đình từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 8 vừa qua. Trong bài trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Yonhap mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam Park Hang-seo cho biết, nếu Olympic Việt Nam có thể tránh Olympic Hàn Quốc thì chúng tôi nên làm điều đó. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không quên nhấn mạnh sẽ không e ngại đội bóng quê hương nếu như sớm phải đối mặt tại vòng 1/8 tại ASEAN 2018.
nhưng chắc chắn chúng tôi không e sợ nếu phải sớm đụng độ Hàn Quốc. Hàn Quốc là quê hương của tôi, mái ấm gia đình của tôi cũng đang ở đó. Nhưng hiện giờ tôi đang làm việc ở Việt Nam, tôi phải cố gắng hết mình dưới cương vị thuyền trưởng của Olympic Việt Nam. Thông tin từ trang Yonhap News cho biết, huấn luyện viên Kim Hak-bum sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 cho Olympic Hàn Quốc ở ASEAN 18. Được biết, các cầu thủ xứ Kim Chi đang tiếp tục tập luyện dựa theo đội hình này ở trung tâm bóng đá quốc gia tại Paju phía bắc của Hàn Quốc. Và một thông tin rất đáng chú ý là Olympic Hàn Quốc sẽ không vội vàng tung ra ngôi sao chủ lực Son Heung-min ở các trận vòng bảng. Trong phát biểu của mình với báo chí quê nhà mới đây, huấn luyện viên Kim Hak-bum đã tiết lộ: "Tôi quyết định sẽ chỉ sử dụng Son Heung-min ở các trận đấu vòng knockout trước các đối thủ mạnh cũng như những đội chơi phòng ngự phản công rất hay ở Olympic Việt Nam." Bên cạnh đó, trước khi bước vào lượt trận mở màn tại ASEAN 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã được huấn luyện viên Olympic Pakistan đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng D. Theo đó, qua trao đổi với báo chí, ngay sau khi đến Indonesia chuẩn bị cho ASEAN 2018, huấn luyện viên của Pakistan đã cho biết: "Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về đội hình Olympic Việt Nam. Tôi có biết họ sang ASEAN lần này với đội hình mạnh nhất. Với nòng cốt là lứa cầu thủ U23 giành ngôi Á quân châu Á và có sự tăng cường của 3 cầu thủ trên 23 tuổi rất chất lượng." Trong bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Pakistan đã thừa nhận các học trò của mình đang đối mặt với một trận đấu khó khăn ở lượt trận mở màn bảng D tại ASEAN 2018 vào buổi tối ngày 14 tháng 8 tới. Việt Nam chứ không phải là Nhật Bản mới là đội bóng mạnh nhất bảng D. Cũng như ở ASEAN tới, một trận đấu khó khăn trong ngày mở màn có lẽ đang chờ đợi Olympic Pakistan. Do gặp vấn đề về bất ổn về chính trị nên Liên đoàn bóng đá Pakistan đã bị FIFA cấm tham gia các loạt trận đấu trong suốt 3 năm qua. Chính vì thế, trận đấu với Olympic Việt Nam ở bảng D của ASEAN 2018 cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của Pakistan sau 3 năm. Do đó, huấn luyện viên của Pakistan cho rằng trận đấu này sẽ giúp cho các học trò của mình có thêm những kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Mục tiêu của Pakistan tham dự ASEAN lần này là tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực hết mình trong từng trận và chưa thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Chào các bạn, U23 Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại ASEAN 2018. Hãy cùng điểm qua sức mạnh của các đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt ở bảng D. Sau khi gây bất ngờ ở U23 châu Á 2018, với việc vào chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có cơ hội để tạo nên một điều kỳ diệu khác trên đất Indonesia. Khả năng này sẽ là không nhỏ khi mà các đối thủ của U23 Việt Nam chỉ xem ASEAN là một giải đấu thử nghiệm. Một Nhật Bản thử nghiệm đội hình U21. Điều quan trọng là hướng đến Olympic mùa hè Tokyo 2020 với một tập thể mạnh nhất. Thông điệp từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản về đội hình tham dự ASEAN 2018. Nhật Bản từng giành huy chương vàng bóng đá nam ASEAN 2010. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đội tuyển Olympic nước này ở Đại hội Thể thao Châu Lục. Người Nhật không xem ASEAN là mục tiêu quan trọng mà chỉ tham dự giải để thử nghiệm và tìm kiếm nhân tố trẻ. Trong đó có cả thành viên thuộc trường đại học, ví dụ như thủ môn Kojima, người từng dự U20 Thế giới 2017. Có thể nói danh điểm trước đội hình Nhật Bản trẻ trung và thiếu kinh nghiệm không phải điều không thể với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. 2. Tham vọng của Pakistan. Bóng đá Pakistan không được đánh giá cao như Việt Nam ở tầm khu vực. Nhưng đến ASEAN 2018, Pakistan thực sự tham vọng ít nhất là vượt qua vòng bảng khi trao cương vị thuyền trưởng cho huấn luyện viên Jose Nogoya. Huấn luyện viên này đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Pakistan trong năm nay, dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ. Nhà cầm quân 52 tuổi này có nhiều kinh nghiệm ở Brazil và châu Á. Ông là người Brazil đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt đội tuyển Pakistan. Đội tuyển Olympic Pakistan có những cầu thủ còn khá trẻ, 7 trong số 20 thành viên chưa quá 20 tuổi. Huấn luyện viên Pakistan cũng gọi 3 gương mặt quá tuổi U23, trong đó có thủ môn Yusuf Butt và tiền vệ Saddam Hussein hiện đang đá ở châu Âu. Thể lực của các cầu thủ Pakistan là yếu tố mà U23 Việt Nam sẽ phải dè chừng. 3. Nepal quá yếu. Trong các đội bóng ở bảng D ASEAN, Nepal bị đánh giá yếu nhất, gần như là một kẻ lót đường. Năm ngoái, U23 Nepal tranh tài ở vòng loại U23 châu Á với kết quả toàn thua và không ghi nổi bàn nào.
Mới đây trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN, Nepal tập huấn tại Thái Lan, họ đã có trận giao hữu thua đội chủ nhà 4-0. Huấn luyện viên người Nhật Bản đã mang theo đội hình có 3 thành viên quá tuổi 23, họ đều là những ngôi sao của đội tuyển Nepal. Nhưng điều đó cũng không làm cho Nepal được đánh giá cao hơn. Mục tiêu của Nepal là hướng tới Đại hội Thể thao Nam Á diễn ra trong tháng 3 2019. Do vậy, huấn luyện viên của đội tuyển Nepal đã xác nhận giải đấu này chỉ là cọ sát, là giúp ông có cái nhìn về những cầu thủ trẻ. Trước những đối thủ trên, U23 Việt Nam có nhiều hy vọng để lần thứ 3 liên tiếp vào vòng 1/8 ASEAN sau các kỳ đại hội 2010-2014.